Kính thưa quý vị, phái đoàn chúng tôi đã đến chùa Phật Ngọc và các đồng đạo đang vô cúng. Thưa quý vị, nhiều đồng đạo đến chụp hình ở cổng chào. Cổng chào rất là hoành tráng. Đây là cổng chào. Các phái đoàn chụp hình ở cổng chào. Quỳnh Nam Việt, Quỳnh Nam Việt. Đây. Anh biết ta lên nè, người lên coi chuyện nào có. Chuyện gì nào có. Tối có. Quỳnh Nam Việt. Rồi, coi trên xe phát giùm luôn nè. Là YouTube ha. YouTube. Nè, rồi, Quỳnh Nam Việt. Có rồi. Có rồi ha. Thưa quý vị, chụp hình đã xong. Giờ đoàn lên xe hoàn thành chuyến đi. Kính thưa quý vị, chúng tôi đã đoàn của Bình Thủy để ghé chùa Tòng Sơn. Các đồng đạo đang mặc trang phục để vào cúng. Các 7 chiếc xe 16 chỗ và 3 chiếc xe du lịch. Ta tới trước nữa. Sao mẹ đi theo bằng đi mẹ. Tới chùa Tòng Sơn. Xe không mà đi lâu hay sợ. Thank you.
ngoài cái này chánh điện hay gì á, chánh điện số 1 hay gì á, chánh điện, chánh điện. Kính thưa quý vị, đây là ngôi chánh điện của Đức Phật Thầy Tây An. Các đồng đạo đang đứng cúng. Thưa quý vị, buổi lễ cúng đã xong và các đồng đạo ra nghỉ mát. Đây là ngôi chùa Trọng Sơn, đây là cây đa của tổ.
Quỳnh Nam Việt. Thầy ông ba cũng hết rồi hả? Kính thưa quý vị, buổi viếng chùa Tùng Sơn của Phật thầy Tây An đã xong và đoàn từ thiện bác ái của xã Bình Thủy sẽ chuẩn bị cuộc hành trình để đi đến chùa Đạo Nằm. Xin mời quý vị đồng hành cùng chúng tôi. Trời. Qua cầu Mỹ Luân đó thì chạy nó chảnh. Chạy cũng hết trơn là hết hai cự lự. Đã đi tới đây rồi mà không đi ổn. Bây giờ mình quyết định đi chùa Đạo Nằm cái rồi.